Xin chào tất cả các bạn. Nhắc đến loa Bluetooth thì ai cũng đều nghĩ tới một công nghệ âm thanh nhỏ, gọn và tiện lợi, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận đến những bản nhạc ưa thích của họ nhanh chóng thông qua thiết bị cầm tay. Cùng với đó là khả năng dễ dàng mang theo khi di chuyển trong các chuyến du lịch với gia đình và bạn bè. Dưới đây tôi xin giới thiệu những mẫu loa Bluetooth hứa hẹn được săn đón trong năm 2018 với mức giá chỉ dưới 7 triệu. Đầu tiên là mẫu loa Bose Soundlink Micro. Đây là mẫu loa Bluetooth di động mini mới nhất của Bose. Loa kích thước khá nhỏ bé cùng trọng lượng chỉ 290g nên bạn có thể dễ dàng mang theo bên mình. Bose Soundlink Micro được trang bị tiêu chuẩn chống nước IPX7 cùng với lớp vỏ ngoài cao su silicon chắc chắn phủ kín các khe hở. Khả năng chống nước của loa gần như là tuyệt đối, giúp bạn có thể yên tâm nghe nhạc khi ở bãi biển, bể bơi hay nghe trong phòng tắm. Bose Soundlink Micro còn có thể giúp bạn truy cập Siri hoặc Google Assistant thông qua nút đa chức năng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết nối hai loa Bose Soundlink Micro với nhau để chơi chế độ stereo, điều khiển qua ứng dụng Bose Connect. Tiếp theo là mẫu loa Geneva Touring XS. Đây là mẫu loa Bluetooth di động mới nhất được hãng bổ sung cho dòng Touring. Geneva đã loại bỏ tính năng radio, cải thiện âm bass sâu và đặc biệt không bị méo tiếng ở bất kỳ mức âm lượng nào. Ưu thế ở dòng loa Touring so với các đối thủ cùng phân khúc chính là âm thanh có giải tần rộng hơn. Độ gắt gỏng ở mức volume cao thì ít hơn đáng kể vì tạp nhiễu được triệt tiêu tới mức tối đa. Bên cạnh đó, Touring XS được trang bị hai củ loa toàn giải 40mm, sử dụng âm ly Class D với hiệu suất cao kèm theo bộ DSP để giúp tái tạo lại thứ âm thanh vừa tai người nghe nhất. Chính vì thế, người dùng hoàn toàn có thể tự tin lựa chọn Touring XS cho bất kỳ môi trường nào. Tiếp theo là loa di động Bluetooth chống nước UE Boom 2, sản phẩm được bán chạy và rất được ưa thích hiện nay. UE Boom 2 với điểm nhấn thiết kế cá tính, âm thanh 360 độ, cải thiện chất lượng âm thanh, giảm méo ở âm lượng lớn. Về thiết kế của UE Boom 2 thì thoạt nhìn sản phẩm không có sự thay đổi nào so với người tiền nhiệm. Vẫn là cảm giác cầm bấm tay chắc chắn, lớp vỏ dùng công nghệ phủ plasma đặc biệt. Tuy nhiên, lớp các mắt lưới e-căng đã được thu hẹp kích cỡ, có khả năng chống bụi hiệu quả hơn so với đời trước. Bạn hoàn toàn có thể tự tin mang theo ra biển, bể bơi hay các chuyến đi dã ngoại đường rừng mà không cần bận tâm bảo vệ chiếc loa này. Giải âm chung là điểm khá mạnh của UE Boom 2, tiếng beat ngọt, có xu hướng tiến, sạch và chi tiết ổn. B&O Beoplay A1 là sản phẩm loa Bluetooth lừng danh đến từ Đan Mạch với thiết kế nhỏ gọn và đẹp mắt. Phần thân loa được kết hợp chất liệu nhôm và sử dụng nhựa polymer đi kèm với dây đeo từ da thật. Thiết kế của Beoplay A1 với mức độ hoàn thiện cực kỳ cao, sắc sảo cho cảm giác cầm cực kỳ chắc chắn. Toàn bộ phần bề mặt được bọc lưới nhôm hiện đại. Điểm ấn tượng của Beoplay A1 là sự mạnh mẽ với bộ đôi loa Kidder và Woofer cùng cặp âm ly Class D 30W tạo nên sự cân bằng trong 3 giải âm và âm bass chắc, dày, nhanh. Chuẩn Bluetooth 4.2 giúp kết nối với loa nhanh chóng, tái tạo âm thanh tốt, tiết kiệm pin cho loa. Với thiết kế sáng tạo không sử dụng một củ loa toàn giải như nhiều đối thủ khác mà kết hợp một củ loa tweeter nhỏ và một củ loa woofer để tối ưu chất lượng âm thanh, tạo ra âm bass có thể xuống sâu tới 60Hz cùng với chất lượng âm thanh khá cân bằng với chi tiết tốt. Trong năm vừa qua, Bose đã công bố thế hệ tiếp theo của loa Bluetooth cao cấp mang tên gọi Revo. Dòng sản phẩm này gồm hai phiên bản Revo và Revo Plus, mang thiết kế hình trụ tròn hoàn thiện bằng nhôm, đem lại khả năng phát âm thanh ở mọi hướng 360 độ thông qua kết nối Bluetooth. Chất lượng âm thanh gây ấn tượng trong thiết kế loa nhỏ gọn. Để mang lại trải nghiệm tốt hơn, dòng Revo mới được thiết kế để phát ra âm thanh 360 độ cho chất lượng đồng đều ở mọi vị trí đặt loa. Thiết kế phần thân loa khá đồng đều, hệ thống điều khiển nằm ở phía trên thân loa. Soundlink Revo là một trong những loa Bluetooth di động hoạt động tốt nhất của Bose. Tiếp theo đây là mẫu loa Bluetooth Cubone. Về mặt hình thức, nó không khác gì những đàn anh Stanmore hay Warburg cả. Nó vẫn giữ nguyên được dáng vẻ khỏe khoắn, bụi bặm với lớp e-căng vải bố, lớp nhựa dẻo cao cấp phủ ngoài, cũng như tinh thần vintage đậm đặc, thể hiện ở hệ thống phím chức năng theo kiểu analog. Nhà sản xuất Marshall đã khẳng định loa Bluetooth Cubone chính là bộ loa di động đạt được mức âm lượng lớn nhất so với tất cả những sản phẩm cạnh tranh cùng kích thước với tầm giá. Không chỉ có kết nối Bluetooth chuẩn ATPX 4.0 đảm bảo truyền dẫn âm thanh lossless với chất lượng tốt nhất, máy còn có cổng 3.5mm. Pin của máy cho phép chơi nhạc liên tục 18 giờ sau mỗi lần sạc đầy, một con số cực kỳ ấn tượng. Ngay sau người anh em Cubone là Stockwell.
Đây là một sản phẩm loa di động của Marshall, nhà sản xuất thiết bị âm thanh nổi tiếng của Anh Quốc. Trọng lượng chỉ có 1,2 cân cùng độ dày tương đương với chiếc ví xách tay vuông vắn. Stockwell chính là người bạn lý tưởng cho những người yêu âm nhạc trên mọi chặng đường. Các phím chức năng làm bằng đồng gợi cảm giác vintage, có thể ấn tụt vào bên trong với lớp vỏ mỗi khi di chuyển, cho bạn cảm giác gọn gàng và an toàn hơn. Ngoài một cổng analog 3.5mm để người dùng kết nối với một nguồn âm thanh khác, Stockwell còn có giao tiếp Bluetooth 4.0 chuẩn ATPX, mang đến âm thanh có chất lượng tốt nhất. Về mặt hình thức thì Stockwell không khác biệt với những người Anh trước đó. Phía trước là lớp e căng vải bố rất phủi với logo Marshall màu vàng kiêu hãnh. Bốn cạnh máy được bọc nhựa dẻo cao cấp màu đen giống hệt da thật. Marshall còn cung cấp thêm cho Stockwell một phụ kiện độc đáo, đó là lớp vỏ đa năng dùng làm chân đế để điều chỉnh các góc đứng của loa cũng như bọc lại khi không sử dụng. Ngoài ra thì tại Techland đã có chương trình khuyến mãi mua Stockwell tặng ngay tai nghe Major 2. Mẫu loa Bluetooth di động UE Wonderboom là thành viên mới nhất vừa gia nhập đại gia đình Ultimate Ears. Sản phẩm có thiết kế khá bắt mắt, gọn nhẹ, tính di động cao cùng khả năng chống va đập, chống nước hoàn toàn, giúp bạn có thể sử dụng sản phẩm dưới trời mưa hoặc những nơi có gặp tác động bởi nước bắn như hồ bơi hay phòng tắm. Thời lượng pin của Wonderboom cũng khá tốt khi thiết bị có thể phát nhạc liên tục tối đa là 10 tiếng ở mức âm lượng vừa phải. Ngoài ra, những điểm nổi bật của sản phẩm này còn đến từ khả năng chống chịu va đập tốt. Loa Bluetooth Harman Kardon Go Play Mini là phiên bản mới nhất với thiết kế cứng cáp, mạnh mẽ, sang trọng, có hiệu suất âm thanh cao, mang lại cho khách hàng sự ấn tượng bởi thiết kế hoàn hảo và âm thanh đầy chất lượng, giúp cho khách hàng có được những giây phút giải trí thoải mái tuyệt vời nhất. Người dùng Go Play Mini có thể thưởng thức âm nhạc lên đến 8 tiếng liên tục chỉ trong một lần sạc pin. Cuối cùng là mẫu loa Bluetooth Audio Pro Add-on T3 hỗ trợ kết nối Bluetooth 4.0, sử dụng tốt với các thiết bị di động iOS, Android và laptop, hỗ trợ cổng 3.5mm, thời lượng của nó khoảng 30 giờ ở mức âm lượng 50% hoặc 12 giờ khi bật lớn hết cỡ. Audio Pro Add-on T3 vẫn mang trong mình những kết nối và công nghệ cao cấp đủ để đánh bại nhiều mẫu loa di động khác trên thị trường. Add-on T3 còn sở hữu 3 củ loa riêng, hứa hẹn cho ra âm thanh với độ chi tiết cao vượt trội. 3 củ loa có tổng công suất đạt 25W và đi kèm âm ly Class D cho người dùng âm thanh sâu sắc và trong trẻo.